Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Anphat PC. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đến từ MSI được coi là vô lối trong tầm giá. Đó chính là chiếc màn hình Optic G27C2. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân tại sao chúng tôi lại đánh giá cao chiếc màn hình này đến như vậy nhá. Hãy cùng nhau mở hộp và triển tải chiếc màn hình này thôi. Màn hình MSI Optic G27C2 hướng tới đối tượng là game thủ nhưng thiết kế không quá hầm hố. Màu sắc của sản phẩm là màu tông đỏ đen, vừa tạo nên sự tươi trẻ lại vẫn có cái gì đó bí hiểm và cool ngầu. Mặt trước của màn hình đơn giản là một logo MSI ở phía dưới, có các nút bấm tương đối cứng và hơi khó điều khiển cho người chưa quen nút bấm, nhưng bù lại thì phần menu tương đối thân thiện cho người dùng. Phần viền màn hình có độ dày khoảng 1cm, vì đây là màn hình chơi game nên độ dày này là điều hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm của game thủ. Nhưng nếu bạn muốn ghép nhiều màn hình này lại với nhau thì bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Mặt sau của sản phẩm được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn có điểm nhấn là hai viền đỏ nổi bật tạo nên nét tông xoẹt tông với đế màn hình màu đỏ. Thêm vào đó thì thiết kế này làm cho màn hình trông mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Đế của màn hình được thiết kế hình chữ V chọi ra to bản và chắc chắn, cho phép người dùng có thể di chuyển màn hình theo hướng gật gù lên xuống nhưng không cho phép xoay trái xoay phải. Màn hình có 3 cổng kết nối là HDMI, DVI, DisplayPort và tất nhiên là có thêm phần ổ cắm dây nguồn nữa. Nhìn chung thì thiết kế màn hình G27C2 tương đối đơn giản nhưng vẫn có những điểm nhấn không quá cầu kỳ về thiết kế mà MSI đã tập trung vào các trải nghiệm của người dùng hơn. Tiếp theo là về phần hiệu năng, đây là điểm mà chúng mình đánh giá cao chiếc màn hình này và có thể coi nó là vô đối trong tầm giá 9 triệu của mình. MSI Optic G27C2 có kích thước màn hình là 27 inch, màn hình cong với độ cong là 1800R, màn hình này sử dụng tấm nền là VR với độ phân giải là Full HD. Màn hình G27C2 mang lại góc nhìn cực rộng là 178 độ, khả năng hiển thị là 110% giải màu sRGB và 85% giải màu là NTSC, độ thức phản là 3000:1 và độ sáng ở mức là 300 nit. Điểm nổi bật và cũng là đáng tiền nhất của màn hình này là tần số quét lên tới 144Hz và thời gian phản hồi là 1m/s. Với tần số này tuy không phải là quá cao nhưng cũng đủ cho nhu cầu người chơi phổ thông hiện nay và chúng ta vẫn có thể chiến tốt các tựa game như là bắn súng hay đua xe mà không sợ chồng hình xé hình khi di chuyển ở tốc độ cao. Tóm lại thì MSI tuy mới nhảy vào thị trường chơi game nhưng đã có một sản phẩm tốt trong tầm giá là 8.990.000 của mình. Hãng đã lược bỏ những tính năng rườm rà để tập trung tốt nhất vào hiệu năng và trải nghiệm của người dùng. Vì vậy chúng mình đánh giá đây là màn hình cong 27 inch 144Hz tốt nhất trong tầm giá của mình nếu so sánh với những sản phẩm cùng chất lượng từ những hãng khác như là Asus hay Samsung. Vừa rồi thì chúng mình đã review xong chiếc màn hình của MSI đó là G27C2. Các bạn cảm nhận thế nào về chiếc màn hình này? Hãy cho chúng mình biết ở phần comment nhé. Còn nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh Anphat Channel của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye!